hổ cứu phụ, vật hổ cứu cha. Wrestling the tiger to save his father. Dẫu chết liều mình đỡ cứu cha, Dương Hương hiếu thảo thật con nhà, mới vừa 14 đà gan dạ, bóp cổ cọp đành phải thả ra. Thoát nạn cha con mừng hớn hở, nhanh chân vội bước quãng đường xa. Cho hay hiếu dũng hơn uy lực, nhân đức trời cao sẽ giúp ta. Thưa cha, cha đi đâu đó? Cha đi gặt lúa. Dạ con còn muốn đi nữa. Không được, con còn nhỏ lắm, khi nào con lớn thì cha sẽ dắt con đi, được không nào? Chà, dạ con không còn nhỏ nữa, con được 14 tuổi rồi. Chà, cha hãy cho con đi, xin hãy cho con đi với. Được rồi, cha con mình cùng đi, cha con mình cùng đi ha. Thưa cha, để con giúp cha mang đồ. Hương Nhi, hãy cẩn thận, đừng để làm rớt. Cha ơi, cha hãy đi nhanh lên nào. Đây không phải là Hương Nhi à? Sao con đi đâu đó? Xin chào chú Giang. Dạ con đi theo cha gạt lúa. Để thúc thúc nói với ba con còn nhỏ như thế mà làm sao đi gạt lúa được? Thưa chú Giang, dạ con tự mình muốn đi, con cũng đã lớn rồi. Thế à? À, ở trên núi có một lão hổ, Hương Nhi có sợ không? Lão hổ? Thật có lão hổ sao? Nó có dữ không? Đương nhiên là dữ rồi. Chẳng những thế, nó còn ăn thịt người nữa. Thưa chú Giang, lão hổ có hình dáng ra sao? Hương Nhi, con đâu rồi? Con không phải muốn đi với cha sao? À, con tới ngay. Cảm ơn chú Giang. Dạ, chú chờ con đi gạt lúa về, rồi kể cho con nghe tiếp về hình dáng của lão hổ nha. Hương Nhi, con có mệt không? Hãy nghỉ một lát đi con. Thưa cha, con không mệt, cha cũng nên nghỉ ngơi một lát đi. À, đứa trẻ này. Hương Nhi, chúng ta về nhà thôi. Chà, chúng ta còn chưa gạt xong mà đã trở về rồi sao? Trời cũng tối rồi, ngày mai chúng ta sẽ trở lại làm tiếp. Dạ, thưa cha. Hương Nhi, hôm nay con có mệt không? Dạ thưa cha, con không mệt tí nào. Cha ơi, đây là con quái vật gì? À, cha đâu rồi? Cha! Hương Nhi, đừng có qua đây, đừng có qua đây. Không, không, lão hổ, người mau thả cha ta ra. Đương nhiên là dữ rồi, chẳng những thế, nó còn ăn thịt người nữa. Không được, cha không thớ bị gì, con nhất định phải cứu cha. Hương Nhi, ở đây rất nguy hiểm, con lại không nghe cha nói, hãy mau mau trở về nhà đi con. Hương Nhi! Hương Nhi, con không sao chứ? Dạ con không sao, còn cha, cha có bị thương không? Cha không sao, cha không sao, cha không sao. Thank you.
Dương Hương sinh vào đời Tấn, mới 14 tuổi mà đã rất hiếu thảo. Cha em đi đâu, em luôn thường đi hầu một bên. Một hôm em cùng cha gặt lúa ở nơi gần vùng rừng núi. Lúc ra về, chẳng may gặp một con hổ nhảy đến vồ cha Dương Hương và tha ông đi. Em vội nhảy nhanh tới và ôm chặt vào cổ cọp. Mặc dù chỉ tay không, nhưng Dương Hương không hề nghĩ đến sự an nguy cho riêng mình, mà chỉ liều chết để cứu cha. Cuối cùng con hổ hoảng hốt, tháo chạy. Nhờ đó mà hai cha con được bình yên về nhà. Thâm sơn phùng bạch ngạch, nỗ lực bác tinh phong. Phụ tử câu vô dạng, thoát ly sàm khẩu trung. Rừng sâu gặp má trắng, sống còn đánh hôi tanh. Cha con đều vô sự, thoát ly khỏi miệng hầm. Khóc rút xanh dũng, khóc làm măng mọc. Tears that brought bamboo shoots. Hiếu động trời cao giúp mạnh tông, ôm tre ngồi khóc giữa mùa đông. Bỗng dưng măng mọc điều kỳ diệu, có lẽ thiên nhân đã hiệp thông. Nấu bát canh ngon dâng hiếu mẹ, mẫu từ thọ dụng thịt da hồng. Xót tình cảm tạ thân cây cỏ, đã giúp nhân gian sống mặn nồng. Mẹ ơi, mẹ hãy hớp một chút cháo nóng này đi. Mẹ ơi, ráng hớp thêm một chút nữa nha. Ta không muốn dùng cháo này. Thưa mẹ, vậy mẹ thích cháo gì? Thưa mẹ thích món cháo gì thì con cũng sẽ làm. Mẹ thật là muốn được ăn canh măng. Canh măng? Tổng Nhi, đứa trẻ này đi đâu vậy kìa? Ông đang nói chuyện với ai đó? Ồ, tôi vừa mới trông thấy Tông Nhi chạy ngang qua đây, và như vừa chạy vừa khóc thì phải. Tông Nhi? Ai, đứa trẻ này thật tội nghiệp. Cha qua đời lúc còn nhỏ, hiện tại mẹ lại bị bệnh, thật là khổ nhọc cho nó. Là măng non, thật là măng non rồi. Thưa mẹ hãy nếm thử chút canh măng này. Là canh măng đó mẹ à, mẹ hãy ngồi dậy nếm thử nha. Tông Nhi, đây thật là canh măng à? Nhưng mà con đi đâu để tìm ra thế? Hà Nhi biết mẹ rất muốn ăn canh măng, nghĩ mãi mà cũng không có cách nào, nên con liền bỏ chạy vào rừng tre mà khóc.
Kết quả là mặt đất nứt ra một đường dài và bên trên mọc lên mấy bụi măng non. Có việc như vậy sao? Dạ, Hà Nhi cũng thấy không thể nghĩ bàn. Tông Nhi. Thưa mẹ, dạ có chuyện gì không? Mẹ không sao, mẹ như lành bệnh rồi, hình như được khỏe lắm. Mẹ muốn ngồi dậy và đi ra ngoài. Tông Nhi, con không sao chứ? Mẹ hết bệnh rồi, thật tốt quá, thật tốt quá đi. Thật là thần kỳ, vừa mới ăn canh măng xong mà bệnh cũng khỏi ngay. Thật là kỳ diệu thay. Mạnh Tông sinh vào thời Tam Quốc, mồ côi cha từ lúc còn tấm bé, ở với mẹ rất hiếu thảo. Một ngày nọ, mẹ của Mạnh Tông bị ốm nặng và bà rất khao khát muốn được ăn canh măng. Mạnh Tông liền đi vào rừng tre, nhưng tiết trời lúc ấy vẫn còn là mùa đông, khó mà tìm được măng non. Vì thế ông ngồi ôm gốc tre mà khóc. Lòng hiếu thảo của ông cảm động đến trời cao, bỗng đâu có mấy bụt măng từ dưới đất trồi lên. Ông vui mừng khôn xiết, vội mang về nhà nấu canh cho mẹ. Ăn xong bà liền hết bệnh. Láng giềng nghe được câu chuyện hy hữu ngàn năm có một, măng mọc mùa đông, ai ai cũng đều ngợi khen tấm lòng hiếu thảo cảm động đến đất trời. Từ đó về sau, dân làng gọi nơi đó là vườn tre Mạnh Tông. Lệ tích sóc phong hàn, tiêu tiêu trúc sổ can, tu du đông dũng xuất, thiên ý báo bình an. Lệ rơi gió bất lạnh, khóc than cùng tre trúc, chợt đâu măng đông mọc, ý trời bảo bình an. Hương phẫn ngưu tâm, nếm phân lòng lo âu. Tasting excrement and sadden his heart. Nhậm chức nha môn chỉ mấy ngày, lòng đau linh cảm chuyện không hay. Kiềm lâu vội vã hồi gia thất, mới biết cha đau hiếu tỏ bày. Niếm phận chẳng lành đâu tất dạ, nguyện cầu đổi mạng liều mình thay. Sắc trời báo mộng cha hồi phục, bắt đầu linh thiêng hộ thảo ngay. À, lão gia có sao không? À, ta không sao. Ngươi hãy mau gọi phu nhân vào đây. Lão gia, ông có chuyện gì không? Phu nhân không cần hốt hoảng, anh không có gì đâu. Lão gia như vậy mà còn nói là không có gì nữa. Người đâu, hãy mau đi mời đại phu ngay. Anh không sao, không cần phải đi gọi đại phu. Ngươi hãy lui ra trước đi. Phu nhân, anh đích thực không có việc gì. Anh có linh cảm như là cha mẹ của anh ở nhà đang có chuyện. Anh muốn trở về xem. Nhưng còn công việc ở tại nha phủ thì sao? Anh muốn từ quan để về thăm cha mẹ. Lão gia, ông mới nhậm chức chưa tới 10 ngày mà đã muốn từ quan rồi à? Phu nhân không cần khuyên nữa. Anh đã quyết định rồi. Ngày mai anh sẽ lên đường. Lâu Nhi, cha con ổng. Thưa mẹ, cha sẽ không có gì đâu. Mẹ đừng lo lắng nữa. Ờ, lão phu cũng thật hết cách. Nếu theo bệnh tình mà chuẩn đoán thì... Vậy cha của tôi có cứu được không? Lão phu cũng không thể dám chắc được.
nhưng mà có một phương pháp có thể biết được bệnh tình nghiêm trọng hay không. Là phương pháp gì? Phương pháp gì vậy? Chỉ cần nếm thử phân của ông ấy thì sẽ biết được. Nếu phân có vị đắng thì đó là điều rất tốt. Còn như phân có vị ngọt thì không được tốt mấy. Đây là phương pháp gì vậy? Không được, tuyệt không được làm. Lộc Nhi, đừng nghe ông ấy nói bậy bạ, hãy đưa ông ấy ra ngoài. Chỉ cần nếm thử phân của ông ấy thì sẽ biết được. Không, tại sao thế? Sao lại ngọt thế này? À, là sao bắt đầu? Nguyện sao bắt đầu hãy phù hộ cho cha tôi. Tôi không muốn ông ấy vì bệnh khổ bức bách mà phải lìa đời. Quả như nếu cần một người để chết thế, tôi xin nguyện chết thay. Tôi xin dùng tánh mạng này để mong cha được khỏe mạnh. Vào thời năm Bắc Triều, Nam Tề có một người con chí hiếu tên là Kiềm Lâu. Ông được bổ nhiệm làm tri phủ đại nhân và tới huyện nha nhậm chức vừa mới được 10 hôm, thì bỗng nhiên thấy trong lòng đau nhói, tâm thần bàng hoàng. Ông linh cảm ở nhà ắt có việc gì xảy ra, nên liền xin từ chức để trở về thăm cha mẹ. Về đến nhà thì mới hay cha già bị đau nặng đã 2 ngày rồi. Kiềm Lâu nghe thầy thuốc nói là muốn biết bệnh nặng hay nhẹ thì chỉ cần nếm phân của bệnh nhân, nếu như đắng thì dễ trị. Ông không ngần ngại, liền nếm thử phân của cha thì thấy có vị ngọt, lòng lo lắng vô cùng, đứng ngồi không yên. Mỗi khi đêm đến, ông hướng về sau bắt đầu mà khấn nguyện xin chết thay. Về sau ông nằm mơ thấy có người cầm một thẻ vàng với mấy dòng chữ: sắc trời ban bình an. Quả nhiên ngày hôm sau, cha ông được lành bệnh. Đáo huyện vị tuần nhật, xuân đình tao tật thâm, nguyện tương thân đại tử, bắt vọng khởi ưu tâm. Đến huyện chỉ 10 ngày, cha nhà gặp bệnh đau, thân này nguyện chết thay, hướng bắt lòng lo âu. Nhũ cô bất đãi, luôn cho mẹ chồng bú sữa. Always breastfeeding her mother-in-law. Đường thị dâu hiền mẹ ngợi ca, di thư khấn nguyện cháu dâu nhà. Nôi theo gương hiếu lâu truyền mãi, sữa trẻ nuôi già trắng thịt da. Tuổi hạt tăng cao công thục đức, lâm chung còn nhớ chẳng phôi pha. Phước nhà có được con dâu thảo, hưng thịnh gia phong lắm đậm đà. Con xin thỉnh an mẹ.
Nan Nhi xin thỉnh ăn nội. Con thấy mẹ dạo này ốm hơn nhiều, chẳng hay thân thể mẹ có sao không? Ta không có bệnh gì đâu, chỉ là cũng đã già, răng đều rụng hết nên khi ăn cơm có đôi phần khó khăn. Lão già, tinh thần mẹ như không được tốt lắm. Mẹ ta luôn luôn khỏe mạnh, sao tinh thần lại không tốt chứ? Hay, mẹ tuổi đã lớn, răng cũng rụng hết, vì thế nên khi ăn cơm rất vất vả. Hay, vậy làm sao mà được chứ? Mẹ ơi, răng của nội sao rụng hết vậy? Vì nội con tuổi đã lớn rồi, nên vì thế răng không còn nữa. Răng rụng à? Thế là không thể ăn đồ rồi. Đúng vậy, cho nên nội mới không được vui trong lòng. Vậy làm sao mà được? Ấy, đúng rồi, lúc con còn nhỏ mới sanh cũng đâu có răng, con chỉ uống sữa của mẹ thôi. Nếu nội cứ uống sữa của mẹ thì được rồi. Nam Nhi, không được nói bậy. Lão gia, Nam Nhi nói cũng không phải không có lý. Hiện tại mẹ không còn răng nữa nên ăn uống rất cực khổ. Đúng lúc em cũng còn có sữa, sao không để em phục dưỡng mẹ chứ? Phu nhân, vậy làm sao mà được? Lão gia, chim sẻ con còn biết báo ân và trở về mớm mồi cho chi mẹ già. Chúng ta lại có thể nào mà mở to đôi mắt nhìn mẹ phải chịu đói chứ? Phu nhân có lòng hiếu hạnh như thế, xin hãy nhận tướng công đây một lạy. Lão gia không cần quá đa lễ, đây là bổn phận làm dâu của em và việc chúng ta hiếu kính mẹ là điều thiên kinh địa nghĩa mà. Mẹ, tới giờ ăn rồi. Con dâu, đây là gì vậy con? Mẹ, đây là sữa của con. À, không được, không được đâu con dâu à. Mẹ, xin tha lỗi cho con bất hiếu. Mẹ răng không còn nữa, ăn uống lại khó khăn, mỗi ngày đều phải chịu đói. Con nhìn thấy rất đau lòng. Lúc xưa mẹ một tay chăm bề lo lắng chúng con, hiện tại mẹ tuổi đã quá hà, cũng nên để chúng con hiếu kính lại. Xin mẹ đừng từ chối. Con dâu ngoan, con hãy lại đây. Con thật là có hiếu. Mẹ chắc cũng tu nhiều kiếp mới có được phước báo này. Một năm sau, ta rất vui mừng có được một đứa cháu ngoan, lại được một nàng dâu hết mực hiếu thảo. Ta khấn nguyện trời cao cho con cháu dâu nhà họ Thôi ngày sau ai ai cũng đều hiếu thảo như Đường Thị vậy. Nam Nhi, lúc trưởng thành con phải có hiếu với mẹ con đó. Dạ nội yên tâm, Nam Nhi nhớ rồi. Nhiều năm về sau, con xin thỉnh an mẹ, sức khỏe của mẹ gần đây có tốt không? Tốt. Nam Nhi, mẹ có được một đứa con ngoan như thế, thân tâm mẹ dĩ nhiên là được kiện khang rồi. Con nhớ lại năm xưa, mẹ từng đối với nội một mực tận hiếu, làm cho Tôn Nhi đến giờ vẫn khắc ghi trong lòng. Tôn Nhi cũng nhất định hiếu thảo với mẹ, như vậy con cháu đời sau ai ai cũng đều có hiếu cả. Nếu tự mình hiếu kính cha mẹ thì sẽ làm mô phạm cho các con cháu đời sau. Mỗi người ví như một tấm gương sống, nếu biết hiếu trên nhường dưới, trên hòa dưới thuận thì hậu nhân tự nhiên sẽ lấy đó làm gương. Và trong tương lai, không một ai là không biết hiếu để cả.
Vào đời Đường, nhà họ tôi có con dâu là Đường Thị, ở với mẹ chồng rất hiếu thảo. Người mẹ vì tuổi đã cao nên rụng hết răng, và ngay cả cơm rất mềm cũng không nhai được. Đường phu nhân hàng ngày chải tóc, tắm rửa sạch sẽ, và còn cho mẹ chồng bú sữa của mình. Nhờ đó, mẹ chồng không ăn gì mà vẫn no. Để cảm ơn nàng dâu biết hiếu đệ, lúc sắp chết, bà gọi tất cả con cháu lại và nói: bao nhiêu năm tháng qua, ta đã được săn sóc tận tình với đứa dâu này. Ta không biết lấy gì để đền đáp tấm lòng hiếu thảo ấy. Ta khấn nguyện trời cao cho con cháu dâu nhà họ thôi ngày sau ai ai cũng đều hiếu thảo như Đường Thị vậy. Quả nhiên về sau, tất cả các con cháu dâu của nhà họ thôi đều bắt chước lẫn nhau, và ai nấy cũng đều hiếu thuận. Hiếu kính thôi gia phụ, nhũ cô thần quán sơ, thử ân vô dĩ báo, nguyện đắc tử tôn như. Hiếu kính dâu họ thôi, sớm hôm hầu mẹ bứu, ân này không gì báo, nguyện con cháu như dâu. Khí quan tầm mẫu, từ quan tìm mẹ. Resigning official position to search for his mother. Hiếu tử trời cao cũng động lòng, từ quan tìm mẹ lắm long đong. Ra đi tâm nguyện lời thờ đọc, chẳng trở lại nhà tay trắng không. Quyết chí thọ xương xuôi vạn dặm, đồng châu hội ngộ thỏa chờ mong. Mẹ đầu nhóm tuyết con xương điểm, nối lại gia phong ấm cõi tầm. Nhất định là đại nương lại đập vỡ đồ nữa đây. Tại sao đại nương lại đập vỡ đồ? Chắc là đại nương gọi dị nương làm việc mà dị nương không làm tốt. Dị nương của anh không phải là mẹ của em sao? Đại nương vì lý do gì mà hay gọi mẹ em làm việc? Sao không sai A Hoàng? Ai bảo mẹ em là thiếp chứ? Nên đại nương mới xem mẹ em như gai trong mắt. Vậy thiếp là gì? Thiếp chính là thiếp đó. Em hỏi nhiều quá đi. Thiếp là gì vậy? Ta gọi ngươi bưng trà qua đây, ngươi muốn làm ta nóng chết hả? Ta biết là ngươi không có lòng tốt này mà, muốn làm ta chết sớm để thay chỗ ta chứ gì? Mẹ ơi! Mẹ ơi, cha có việc tìm mẹ, cha gọi con kêu mẹ qua đó. Sương Nhi, cha con tìm mẹ có chuyện gì? Dạ cha không có tìm mẹ. Con dám nói láo, mới còn nhỏ mà đã học cách nói dối. Xin mẹ đừng giận con, Sương Nhi biết lỗi rồi. Sương Nhi nghe nói đại đương đối với mẹ không tốt, nên con mới nghĩ ra cách này để giúp mẹ. Sương Nhi, con... Sao mà chậm như rùa vậy? Xin thứ lỗi, tôi... Chờ một chút, đem thau nước qua đây. Ngươi muốn làm ta lạnh chết sao? Nước lạnh như vậy mà bảo ta rửa mặt. Mẹ ơi, thức dậy đi, mẹ có đỡ chút nào không? Sao con không ngủ? Mẹ sẽ không sao đâu. Đứng lại. Thuốc này ngươi muốn đem đi đâu?
Dạ thưa đại phu nhân, lão gia bỏ đem cho nhị phu nhân, nói là nhị phu nhân đang bị bệnh. Không được đi, đem nó vào phòng ta. Nhưng mà... Sương Nhi, mẹ từ nay sẽ không có ở cạnh con để chăm sóc. Con ở lại nhất định phải bảo chồng. Mẹ! Năm mươi năm sau, châu Ái Khan có chuyện hay thỉnh tấu. Tâu hoàng thượng, thần muốn từ quan. Châu Ái Khan, chức quan này rất là cao quý, sao khanh muốn từ quan chứ? Tâu hoàng thượng, từ lúc 7 tuổi, vi thần đã xa cách mẫu thân, trót đến nay đã thoáng gần 50 năm mà chưa một lần gặp mặt. Giờ vi thần muốn đi tìm mẹ. Vậy Ái Khanh có thể sai người tìm là được rồi. Tâu hoàng thượng, nhiều năm qua vi thần đã sai người đi kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Thần đoán rằng mẹ thần chắc không còn ở trong thành nữa. Xin hoàng thượng cho phép thần từ quan. Châu Ái Khanh, Khanh cũng vì muốn tìm mẹ mà bỏ đi quan vị ai cũng mong muốn. Lòng hiếu thảo như thế thật đáng khen, chuẩn tốt. Tạ ơn hoàng thượng. Phu nhân, anh muốn đi tìm mẹ. Sau này mọi việc xin giao lại cho phu nhân. Lão gia, ông biết mẹ ở đâu mà đi tìm chứ? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết nhất định là phải tìm cho được mẹ mới thôi. Nhưng mà lão gia... Phu nhân không cần khuyên anh nữa. Như quả anh không tìm được mẹ, anh quyết sẽ không trở về. Châu Thọ Xương mặc vào áo vải thô, đi tìm khắp bốn phương, đi qua rất nhiều tỉnh thành, đã hỏi qua không biết bao nhiêu người, băng rừng vượt núi. Có một ngày ông phiêu bạt đến đất Đồng Châu. Mẹ, cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi. Châu Thọ Xương, người đời Tống, là con của vợ thứ. Năm ông vừa lên 7 tuổi, người vợ cả vì ganh tị nên đã đuổi mẹ ông đi. Vì sao Châu Thọ Xương lòng quan? Vì nghĩ đến ơn nghĩa sinh thành, công lao dưỡng dục. Lại nghĩ mình sống đời phú quý, còn mẹ đang sống đời lưu lạc bơ vơ. Ông cảm thấy xót dạ đau lòng, liền xin từ quan để đi tìm. Trước khi đi, ông thề, nếu không tìm được, quyết không trở về. Qua bao năm tháng, Châu Thọ Xương đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích. Nhưng trời cao không phụ lòng hiếu tử. Cuối cùng khi ông phiêu bạt đến đất Đồng Châu, thì mẹ con được trùng phùng sau hơn 50 năm xa cách. Mẫu tử được đoàn viên, ông vui mừng khôn xiết và rước mẹ về phụng dưỡng tận tình. Thất tuế sanh ly mẫu, tham thương ngũ thập niên, nhất triêu tương kiến diện, thỉ khí động hoàng thiên. 7 tuổi xa lìa mẹ, thương nhớ 50 năm, tương phùng một sáng sớm, vui mừng cảm động trời. Địch thân niệu khí, tự mình rửa sạch bô. Personally scrubbing the chamber pot. Thái sử gia nhân có thiếu gì, đích thân hầu hạ mẹ luôn khi. Rửa bô tiểu tiện ngày đôi bận, cơm nước bưng dâng đúng lễ nghi. Lỗi lạc thơ văn đời tán thán, bẩm sinh đạo hạnh khó ai bì. Đình kiên hiếu tử chăng thiên tánh, bằng chánh thanh liêm bậc nhất nhì. Người đâu? Lão gia có việc gì sai không? Lão thái thái thức dậy chưa? Bẩm lão gia, lão thái thái vừa mới thức dậy. Ta phải đi thăm lão thái thái ngay.
tinh thần của mẹ hôm nay có tốt không? Tốt, tốt lắm. Thưa mẹ, mẹ hãy dùng thử chút cháo này xem, mùi vị cũng ngon lắm. Được, được, để ta nếm thử. Không tệ, cũng ngon lắm. Lão gia thật là hiếu thảo. Phải đó, lão gia làm quan đã lâu rồi mà một chút cũng chẳng giống. Tuy làm quan nhưng không ngại rửa bô của lão thái thái. Mùi hôi ấy chúng ta còn không dám nghĩ, huống chi là tự làm. Còn lão gia một chút cũng chẳng than phiền. Chẳng những thế mà mỗi ngày còn tự tay rửa lấy. Lão thái thái thật có diễm phúc. Ấy, lão gia đến kia. Con này vẫn cứ không vâng lời. Thưa mẹ, con không vâng lời chuyện gì? Con đó, mẹ bảo nhiều lần rồi, các đồ đi tiểu tiện hãy để cho các gia nhân làm là được rồi, mà con khăng khăng vẫn không chịu nghe. Mẹ à, đây là việc mà hài nhi cần phải làm, xin mẹ đừng trách nhé. Con đó cũng phải để ý thân phận của mình một chút. Con là một vị quan, để cho người ta thấy sẽ bị chê cười đó. Là bổn phận của việc làm con, có gì mà phải sợ cười? Hê, ta thiệt nói không lại con. Mẫu thân, hài nhi xin cáo lui. Giờ ngủ rồi. Ờ, tới giờ ngủ rồi à. Hoàng Đình Kiên sinh vào đời Tống, làm đến chức quan thái sử. Ngoài ra, ông còn là nhà thơ văn, tài ba lỗi lạc. Hoàng Đình Kiên có người bạn là Tô Đông Pha, và họ được mệnh danh là hai nhà thi sĩ Tô Hoàng. Ông bẩm sinh có thiên tánh, hiếu thuận phi thường. Tuy làm chức quan cao, địa vị hiển hách, và nhà có nhiều đầy tớ hầu hạ, nhưng ông luôn tự mình săn sóc mẹ. Hằng ngày đều tự tay rửa sạch bô đi tiểu tiện của mẹ mình. Dù dơ bẩn cách mấy, ông cũng đích thân làm. Quý hiển văn thiên hạ, bình sanh hiếu sự thân. Thân tự địch niệu khí, bất dụng tỳ thiếp nhân. Quý hiển thiên hạ hay, sống đời hiếu kính mẹ. Tự mình rửa sạch bô, tỳ thiếp chẳng sai làm.